Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trên Nest Channel. Các bạn thân mến, Việt Nam là một trong những quốc gia có nền công nghiệp điện tử và Internet phát triển nhanh nhất trên thế giới và cũng là một miếng bánh béo bở cho các hãng công nghệ và điện tử trên toàn thế giới. Hiện nay thì cũng đã có rất nhiều những hãng công nghệ đã lấn chân vào thị trường Việt Nam từ rất lâu rồi, nhưng cũng có rất nhiều những hãng thì chỉ mới thôi. Và hiện nay hơn nữa là đang có rất nhiều những hãng công nghệ đang nhăm nhe muốn xâm chiếm vào thị trường Việt Nam. Năm 2015 là sự bùng nổ của sự trào sân của nhiều hãng công nghệ từ Trung Quốc như Meizu, Xiaomi, Vivo, Honor, hãng thương hiệu Mỹ Wiko, Obi, Infocus và phần lớn nhận được sự quan tâm không hề nhỏ từ người dùng. Có thể nói rằng, người Việt hoàn toàn không hề bảo thủ hay có định kiến quá cao về một sản phẩm. Họ tiếp nhận những sản phẩm mới lạ theo hướng rất tích cực, chỉ cần nó phải thật sự đẹp, cấu hình cao và tất nhiên không phải hàng nhái, hàng kém chất lượng. Bên cạnh những thương hiệu mới từ nước ngoài thì điện thoại Made in Việt Nam hay thương hiệu Việt lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Năm 2015 qua cũng là một năm có những diễn biến hết sức thú vị về điện thoại Việt. Sự ra đời của BKV Bphone, sự quay trở lại của Qmobile hay sự phát triển vượt bậc của Mobistar. Thế nhưng dù không nói nhưng người dùng Việt đối với những sản phẩm trong nước vẫn có cái nhìn khá là khắt khe. Tại sao lại như vậy? Video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói đến hai từ khóa chính, đó là hàng nội hay là hàng ngoại. Và tại sao người dùng Việt lại dễ dàng đón nhận những món hàng mới du nhập đến như vậy? Và tại sao lại có cái nhìn khắt khe với những sản phẩm made in hoặc là made by Việt Nam? Thứ nhất, như đã biết, Việt Nam là một nước có truyền thống nông nghiệp lâu đời. Sự phát triển của công nghiệp cho đến công nghệ kỹ thuật cao chỉ mới bùng nổ gần đây thôi và cũng chỉ phát triển ở mặt phần mềm ứng dụng hay Internet tương tự như Ấn Độ. Vì thế mà khi người Việt Nam tuyên bố họ làm được những thiết bị công nghệ cao hàng đầu thế giới, cạnh tranh trực tiếp với những ông lớn ở thung lũng Silicon, cái nôi công nghệ Mỹ, thì quả thật sự hoài nghi là không thể tránh khỏi. Thứ hai, người Việt luôn sẵn sàng để tự hào về nhiều thứ thuộc về đất nước mình, từ ẩm thực, thể thao, hoa hậu, sản phẩm nông nghiệp như lúa gạo, hạt cà phê. Tuy nhiên, ở những lĩnh vực trên đều đã được ghi nhận, được cả thế giới ghi nhận bởi những giải thưởng cuộc thi quốc tế. Còn về công nghệ tự chung lại chỉ là tự nhận, tự phong. Sự khắt khe đôi khi còn đến từ tình yêu và niềm tự hào. Người Việt sẽ tự hào, sẽ tiên dùng và quảng cáo sản phẩm của mình với bạn bè, hàng xóm khi những sản phẩm này được thế giới hay các chuyên gia uy tín ghi nhận. Cùng nhìn lại những điều mà các nhà sản xuất mới làm được và cùng đưa ra giải pháp cho các hãng công nghệ Việt Nam để sao cho có thể dễ dàng tán đổ được người Việt. Xem qua một vòng các nhà sản xuất tân binh của thị trường như Xiaomi, Vivo, Obi, ngoài giá tốt, cấu hình cao là xu thế chung thì điều làm nên thành công cho họ đó là sự chỉ chu về mặt hình thức. Thật vậy, khi lướt qua những website của những hãng mới khởi nghiệp thì thấy một sự đầu tư về mặt đồ họa, logo, những ấn phẩm quảng cáo, vỏ hộp tăng độ tin tưởng cho sản phẩm của mình, cho đến giao diện sử dụng đều được thiết kế thẩm mỹ, mượt mà như MIUI, EMUI, FiberUI, ColorOS. Thế nên nếu là BKAV nên đầu tư thêm cho BOS khiến nó mượt mà hơn, nhẹ nhàng hơn, ít lỗi vặt và thiết kế trẻ trung hơn. Gần đây, Mobistar cũng đã bắt đầu xây dựng Star Launcher để thay cho giao diện gốc của mình. Tuy nhiên, nếu dùng qua về độ bóng bẩy thì có thừa, nhưng tính thẩm mỹ không cao, sử dụng màu sắc hơi nhiều, làm giảm độ tin cậy. Hay thậm chí Mobistar còn khá lười khi sử dụng một hình nền trông khá là thiếu tính hợp thời, cài lên cả máy giá rẻ, cao cấp, trung cấp. Những sản phẩm mới như Prime X Max hay là X Grand hoàn toàn mới với thiết kế mới lại sử dụng hình nền cũ từ thời Prime 508, làm giảm giá trị tổng thể của máy lên tới 30%. Giống như Apple hay Samsung, họ chăm chút hình nền đến mức hình nền đồng bộ với cả thiết kế mới và nhìn vào hình nền là biết máy thế hệ mới. Cuối cùng, smartphone Việt tiên cần thêm danh hiệu, giải thưởng quốc tế. S-Channel đã đề xuất với những hãng như Bphone, đối thủ của họ là những hãng công nghệ của những nước đã phát triển như Mỹ, Nhật, Hàn. Vì thế họ cần có những giải thưởng quốc tế như Red Dot, giải tổng hợp của MWC, CES, v.v. Còn đối với Mobistar hay Qmobile, năm nay họ xác định lại đối thủ của họ là những hãng mới từ Trung Quốc như Xiaomi, Vivo. Vì thế Mobistar nên ra quốc tế, tấn công vào các thị trường kém phát triển như Đông Timor, Campuchia, Mozambique, Haiti. Tương tự như tập đoàn viễn thông quân đội Viettel, sau khi đạt được những thành công ở những nước đó mới quay trở lại Việt Nam, sự tin tưởng và tự hào sẽ được tăng lên gấp bội. Còn bạn, bạn chọn hàng nội hay là hàng ngoại và bạn mong muốn hàng Việt sẽ thay đổi như thế nào? Hãy để lại comment xuống phía dưới để cùng nhau thảo luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. À, đừng quên để lại một like và subscribe channel.